Bốc thăm mua nhà ở xã hội, giấc mơ của người thu nhập thấp. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài triển khai loạt bài điều tra về những góc khuất liên quan đến nhà ở xã hội, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn mà giấc mơ lớn nhất cuộc đời của họ là mua được một căn hộ nhỏ diện nhà ở xã hội để an cư. Nhưng dù có đầy đủ điều kiện thì cơ hội để giấc mơ của họ trở thành hiện thực vẫn rất thấp. Một trong số những người mà tôi gặp là anh Tuấn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Anh Tuấn năm nay 41 tuổi, hai vợ chồng làm công nhân, tổng thu nhập của gia đình mỗi tháng 15 triệu đồng, nuôi hai con ăn học. Cưới nhau đã 16 năm nhưng họ vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ, chưa từng sở hữu nhà và luôn thường trực giấc mơ có chỗ an cư. Thu nhập thấp lại nhiều khoản phải chi trả mỗi năm, hai vợ chồng anh Tuấn mới tiết kiệm được gần 20 triệu đồng. Trong 16 năm họ dành dụm được khoảng 300 triệu đồng, gần đủ 30% đặt cọc một căn nhà ở xã hội diện tích tầm 65 m2. Khi nghe tin có cơ hội mua nhà ở xã hội NHS tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, vợ chồng anh Tuấn khấp khởi hy vọng. Sau 3 lần lên xã xin xác nhận đủ các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ để mua nhà ở xã hội như giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, thu nhập dưới 11 triệu đồng một tháng và chưa từng sở hữu nhà ở, xác nhận thường trú, xác nhận tình trạng hôn nhân, ảnh thành viên trong gia đình, giấy tờ ưu tiên. Anh Tuấn vội vàng nộp hồ sơ từ ngày 28 tháng 3, cho dù đến 11 tháng 5 mới hết hạn. Anh Tuấn dậy từ 2 giờ sáng, chạy xe máy đến sân vận động Cầu Giấy, Hà Nội lúc 3 giờ và chờ đến tận 11 giờ trưa để bốc thăm. Tổng số người bốc thăm tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn là gần 1.500 người, nhưng chỉ có 149 căn nhà, tỷ lệ trúng là gần 1/10. Dù rất hy vọng mình sẽ rơi vào số ít may mắn bốc trúng một căn nhà ở xã hội tại dự án này, nhưng cuối cùng, anh Tuấn cùng hơn 1.000 người khác phải ra về tay trắng sau một ngày trời vật vã dậy sớm và đi bốc thăm, chờ đợi giữa trời nắng gắt. Họ lại tiếp tục gieo hy vọng ở những dự án nhà ở xã hội khác và khả năng cao sẽ tiếp tục phải thất vọng ra về như hôm nay. Lý do đơn giản là nguồn cung nhà ở xã hội rất ít trong khi nhu cầu rất lớn. Đó là chưa kể, trong khi miếng bánh nhà ở xã hội vốn đã bé lại có những đối tượng dùng thủ đoạn để sở hữu nhà ở xã hội dù không đúng quy định, khiến cơ hội tiếp cận của những người đủ điều kiện như gia đình anh Chiến càng xa vời hơn. Ngoài ra, không ít trường hợp vì muốn hiện thực hóa giấc mơ an cư của mình mà bị kẻ gian lừa đảo lâm vào cảnh tiền mất, còn nhà thì chưa thấy đâu. Tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, tôi đã phát hiện trường hợp nghi vấn dù chưa đủ điều kiện nhận hồ sơ nhưng vẫn nhận là người của chủ đầu tư, sẵn sàng thu tiền cọc cả 100 triệu đồng với cam kết chắc chắn có nhà. Thậm chí có đối tượng sẵn sàng nhờ người đủ điều kiện đứng tên xin dấu xác nhận không đóng thuế thu nhập cá nhân từ các công ty ma, mua xác nhận chưa từng sở hữu nhà để đủ điều kiện làm hồ sơ theo yêu cầu. Thế nên những người nghèo ít quan hệ xã hội muốn sở hữu nhà, muốn một lần được cầm trên tay cuốn sổ hồng căn hộ tại thành phố lớn, chỉ còn biết cố gắng hoàn thành hồ sơ đúng yêu cầu, sau đó đi nộp thật sớm như anh Tuấn. Họ chịu khó xếp hàng từ tờ mờ sáng để nộp hồ sơ, sau đó thì hồi hộp chờ đợi và phó mặc kết quả cho sự may rủi bằng hình thức bốc thăm. Có những người vì thiếu thông tin nên đã đặt tiền vào dự án chưa được cấp phép và giờ đây giấc mơ an cư của họ càng trở nên khó khăn hơn. Cần khẳng định rằng, thời gian qua các cấp có thẩm quyền rất quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội và có nhiều chủ trương chính sách tạo nguồn cung, giải quyết những khó khăn về nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân. Đơn cử như gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại trên thị trường. Gói tín dụng được triển khai từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2030. Tuy nhiên, đông đảo người thu nhập thấp vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội, trước hết vì nguồn cung hiện nay gần như rất ít như đã nêu ở trên. Đây là một trong những lý do chính khiến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chưa thể giải ngân sau gần 2 tháng triển khai. Vấn đề khác là việc quy hoạch, dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội còn nhiều bất cập. Tôi được biết có dự án nhà ở xã hội được xây dựng tại huyện Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội. Dự án xây từ năm 2013, nhận hồ sơ 9 lần vẫn chưa được 50% số lượng căn hộ. Người dân ở thành phố hầu như không có nhu cầu về ở vì dự án nằm ở vị trí cách trung tâm tới 20 km, dân địa phương lại càng không có nhu cầu mua. Lại nói về vị trí, nếu dự án ở Quốc Oai quá xa trung tâm nên ế ẩm, thì dự án NSH ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm lại nằm ở chỗ quá đắc địa. Vì đắc địa nên lượng hồ sơ mới nộp gấp 10 lần lượng căn hộ hiện có. Thiết nghĩ việc bố trí quỹ đất phù hợp cho các dự án nhà ở xã hội là vấn đề cần thiết hiện nay. Vì sao lại phù hợp? Vì xa quá thì người thu nhập thấp không có nhu cầu, còn ở vị trí đắc địa, đất vàng như ở dự án NHS Trung Văn lại chưa hẳn phù hợp. Theo nhiều chuyên gia, vị trí này có rất nhiều tòa nhà, dự án thuộc dạng chung và cao cấp, giá trị đất đai rất lớn mà lại được quy hoạch xây nhà ở xã hội dẫn đến sự lãng phí nguồn lực đất đai, khai thác kinh tế kém hiệu quả. Nếu đất này mang đấu giá xây nhà ở thương mại thì có khi đủ tiền xây tận mấy tòa nhà ở xã hội. Hơn nữa, người mua nhà ở xã hội là những người thu nhập thấp. Thế thì, ở một nơi có mức chi phí sinh hoạt, học phí, viện phí cao như quận Nam Từ Liêm, liệu người dân có gánh được không? Để giải bài toán nhà ở xã hội, thiết nghĩ cùng với tạo quỹ đất phù hợp, cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa, đủ để các chủ đầu tư hứng thú tham gia làm nhà ở xã hội. Các thủ tục tính tiền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất, cũng như trình tự mua, thuê, thuê mua, thẩm định giá nhà ở xã hội cần tiếp tục được đơn giản hóa trong thời gian tới. Ngành ngân hàng cần bố trí đầy đủ nguồn vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, bao gồm nguồn vốn cấp bù lãi suất. Nhu cầu nhà ở xã hội của người dân thu nhập thấp và công nhân được dự báo sẽ ngày càng nhiều hơn cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nếu vẫn duy trì tình trạng 10 người có nhu cầu và đủ điều kiện, song chỉ một người mua được căn hộ trong mơ, thì sẽ tiếp tục có những gia đình suốt đời gắn với kiếp ở trọ, giấc mộng an cư của họ vẫn xa vời. Việt Nam là cường quốc điện gió, sao phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc? Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế, nhưng vì sao phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc? Vì sao lại xác định nhập điện lâu dài? Đại biểu Quốc hội cho rằng đây là một nỗi buồn. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp tổ sáng 25 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan ngại về bức tranh kinh tế xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, nêu nhiều vấn đề về tăng trưởng của nền kinh tế, song Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Thanh Vân cho rằng không nên có cách nhìn tiêu cực và cho rằng do điều hành mà kinh tế ảm đạm. Thay vào đó, theo ông, cần nhìn các yếu tố bên ngoài và tác động của đại dịch, của xung đột và mâu thuẫn giữa các nước lớn. Ông Vân cũng nêu thực tế về tỷ lệ thất nghiệp lớn, động lực phát triển công nghiệp phía Nam ở Đồng Nai, Bình Dương rất nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, nguyên nhân do giảm cầu, đơn đặt hàng không có. Một tiểu thương ở chợ Bến Thành nói có giai đoạn 2 tuần liền không bán được món hàng nào. Điều này cho thấy cầu giảm, do khó khăn, người dân phải thắt lưng buộc bụng. Lương không có, doanh nghiệp nợ, họ không có chi phí cho sinh hoạt. Vị đại biểu nêu câu chuyện thực tế. Ở chiều đối lập, ông không đồng tình khi thấy nhiều dự án cổng chào vẫn triển khai trong lúc đời sống người dân còn khó khăn. Đặc biệt, ở nơi vùng sâu vùng xa đói kém như vậy thì xây tượng đài để làm gì? Ông Vân nói. Đáng lưu ý, ông Vân nhận định sản xuất điện trong nước chưa tập trung đúng trọng tâm. Điện mặt trời, điện gió là thứ Việt Nam có lợi thế nhưng mãi gần đây mới đưa vào quy hoạch điện 8. Dẫn thông tin cho rằng giải pháp về lâu dài phải nhập điện từ Trung Quốc, từ Lào, ông Vân cho rằng đây là câu chuyện buồn. Giá thành của họ giảm, tại sao chúng ta không kiểm tra có giảm được giá điện không? Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế, nhưng vì sao ta vẫn phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc? Vì sao lại xác định nhập khẩu điện lâu dài? Câu hỏi này tôi cho rằng trả lời cũng khó, theo lời ông Vân. Chung quan điểm về vấn đề này, đại biểu Đinh Ngọc Minh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng điện cũng là vấn đề khiến người dân bức xúc. Tại sao phải đi nhập khẩu điện, trong khi tôi đọc báo thấy 4.600 MW điện gió, điện mặt trời không được hòa mạng, không được bán lên lưới? Vì sao thế? Cũng là tài sản quốc gia, tại sao lại lãng phí như thế? Vị đại biểu đặt câu hỏi. Có ý kiến cho rằng việc này do thủ tục, song đại biểu Minh cho rằng thủ tục do con người đặt ra, tại sao không cải tiến thủ tục mà phải đi mua điện của Lào, của Trung Quốc? Theo ông Minh, phải làm rõ câu chuyện trách nhiệm và ngành điện phải đổi mới. Tôi tham dự nhiều cuộc họp với ngành điện và thấy rằng trong 100% sản lượng điện phát lên, EVN chỉ trực tiếp phát 11%, còn lại 89% của các công ty và doanh nghiệp khác không thuộc EVN. 89% này vẫn đang lãi vào năm 2021, 2022, thì tại sao EVN kêu lỗ, giải thích như thế nào? Ông Minh đặt vấn đề. Lý giải về vấn đề lãng phí điện mặt trời, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, ông đã trao đổi với Bộ trưởng Công Thương về những vướng mắc để cùng giải quyết. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Công Thương, vấn đề không phải vướng mắc về giá mà vướng về công suất. Tôi có hỏi lại, nếu chúng ta đủ tải rồi thì tại sao cho làm? Còn nếu đã làm rồi thì tại sao không giảm bớt điện đã mua của nước ngoài? Bộ trưởng Hồ Đức Phước nói và cho biết, Bộ trưởng Công Thương trả lời do đã ký hiệp định với nước ngoài, bây giờ không thể đàm phán để cắt được. Theo Bộ trưởng Tài chính, cần phải sửa một số quy định, đặc biệt ách tắc nhất là Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công. Mấy năm nay chúng ta ban hành Luật Quy hoạch nhưng vẫn loay hoay không triển khai được, rồi cả vấn đề điện cũng thế, Bộ trưởng Tài chính băn khoăn.